các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm món sinh tố đu đủ. Và để làm món sinh tố đu đủ thì mình cần chuẩn bị một số nguyên liệu sau, đó là đu đủ, mình chuẩn bị một chút thạch dừa, sữa ông thọ, một chút đá, sữa tươi và sữa chua. Bây giờ mình bắt đầu làm nhé. Trước tiên thì mình cho một chút đu đủ, mình cho đu đủ vào máy xay. Tiếp đến mình sẽ cho một chút sữa tươi. Mình cho một chút sữa ông thọ. Tiếp đến là sữa chua. Mình sẽ cho một chút sữa chua và để dành một ít để lát nữa mình sẽ dùng để trang trí. Và cuối cùng là mình cho thêm một chút đá. Bây giờ mình sẽ tiến hành xay. Sau khi xay xong thì mình được một hỗn hợp như này, và bây giờ mình sẽ tiến hành cho nó ly. Trước tiên là mình sẽ cho một chút thạch dừa xuống dưới ly. Tiếp sau đó mình sẽ đổ phần sinh tố đu đủ này vào cốc. Mình cho chút sữa chua. Mình cho sữa chua lên để trang trí. Và cuối cùng là một chút đu đủ. Vậy là món sinh tố đu đủ của mình đã hoàn thành rồi. Hy vọng là các bạn sẽ thích món đu đủ này. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.